Từ xa xưa, việc treo tranh trang trí là điều được rất nhiều gia chủ ưa chuộng. Những bức tranh, ngoài việc đem lại vẻ đẹp cho căn phòng, chúng còn có ý nghĩa và thông điệp riêng, chủ yếu là mong muốn hòa khí, thịnh vượng và hạnh phúc cho gia đình người chủ. Hôm nay, CNC Wincam gửi tới quý khách hàng video tổng hợp một số mẫu tranh CNC độc đáo. Nếu như trước đây, việc đục khắc tranh gỗ tranh đồng là việc làm cần rất nhiều thời gian, tỉ mỉ của người thợ. Giờ đây, nhờ có chiếc máy đục khắc tranh CNC, việc sản xuất gia công trở nên vô cùng dễ dàng và nhanh chóng. Một, tranh tứ quý. Tranh tứ quý thuộc loại tranh bốn bức vẽ cảnh bốn mùa xuân, hạ, thu, đông. Người treo tranh tứ quý không phải chỉ để trang trí mà còn mang nhiều ý nghĩa, mong cầu may mắn, phú quý, sung túc và mang cả những yếu tố phong thủy trong đó. Mỗi bức tranh là một loài cây, loài hoa tương ứng đại diện cho bốn mùa trong năm, đó là tùng, trúc, cúc, mai. Tranh tứ linh. Tranh tứ linh là hình ảnh của các linh vật linh thiêng gồm Long, Lân, Quy, Phụng, là những linh vật có sức mạnh phi thường, tượng trưng cho trời đất, đại diện cho bốn nhân tố chính gồm đất, nước, lửa, gió. Tranh tứ linh sẽ mang ý nghĩa phong thủy rất lớn cho gia chủ nếu biết treo tranh đúng cách. 3. Tranh bát mã. Bát mã là 8 con ngựa mạnh khỏe, truy phong là phi trong gió, đuổi theo gió. Vậy, bát mã truy phong ý muốn nói đến hình ảnh 8 con ngựa mạnh khỏe phi nhanh như gió, mang ý nghĩa biểu thị sức mạnh, sự đoàn kết trong một đội. 8 chú ngựa cùng tiến về một hướng, mang tới sự thịnh vượng, thành đạt và thắng lợi. Bốn, tranh vinh quy bái tổ. Những người làm công chức nhà nước, người kinh doanh, thành đạt thường treo tranh vinh quy bái tổ trong nhà vì ý nghĩa thể hiện lòng biết ơn đối với tổ tiên và đấng sinh thành. Bức tranh thể hiện sự kính hiếu của con cháu đối với cội nguồn. Đây còn là niềm tự hào của gia chủ với những cố gắng của bản thân. Năm, tranh uyên ương. Khi uyên ương luôn bên nhau như hình với bóng không rời xa, dù bay lên trời hay bơi trên sông nước. Vì vậy, tranh uyên ương trong phòng ngủ mang ý nghĩa tình cảm vợ chồng mãi mãi bền lâu, hôn nhân mỹ mãn. Uyên ương như kết hợp với hoa sen sẽ mang ý nghĩa liên sinh, tức là cầu sớm chúc sinh quý tử. 1. Tự động hóa Đông Phương là đơn vị tiên phong trong ngành sản xuất máy CNC chạm khắc tại Việt Nam. Các sản phẩm máy CNC của công ty có độ bền cao, chất lượng sản phẩm tạo ra sắc nét, rất được nhiều người dùng trong khắp 3 miền Tổ quốc. Khách hàng mua máy CNC tại Đông Phương được công ty hỗ trợ vẽ mẫu và theo yêu cầu, scan, chỉnh sửa mẫu hoàn toàn miễn phí. Đặc biệt, công ty tặng khách hàng kho mẫu CNC lên tới 7.000 file cho khách hàng lựa chọn mẫu CNC theo ý mình thích. Có nhu cầu tìm hiểu máy CNC Đông Phương, liên hệ với công ty theo hotline 0968 689988, 0383 669 966 hoặc truy cập trang web maydongphuong.com. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị ở những video tiếp theo.